Hôm nay là chủ nhật rảnh rỗi một chút, tôi thử soạn nhạc cho cái bài này. Cái bài này là công ty âm nhạc Song Mây May. Để cho tiện cho quần chúng hát thì tôi chọn tông đô trưởng. Thì nó vui, mà không có tông đô trưởng thì thường mà có kèm theo la thứ. Nhưng mà tôi không thích chuyển sang đoạn la thứ, chỉ để tông trưởng thuần túy. Lúc mạnh thì tôi sẽ chơi con phá. Đấy, và bình thường thì chuyển từ đồ và đến sòn. Và đến thì chẳng có những lúc là sòn bảy. Và trở về đô. Thế bắt đầu, bước đầu tiên là qua bao thăng trầm vươn lên bằng đôi cánh vững vàng. Thế thì qua bao thăng trầm thì đó là những cái dấu này dấu thật bình thường rồi. Thì đưa phải đánh, phải hát vào những nốt chung. Hơn nữa là đầu bài ta cũng nên hát những nốt chung, không nên hát những nốt trầm mà nốt cao. Rất là khó hát mà nó không có nổi. Thế thì bắt đầu tôi chọn nốt son. Đấy. Và thường thường tôi kết là nốt đô. Và nốt trầm nhất là nốt xì, và nốt cao nhất có thể nốt bí hoặc rê. Thế nhưng mà nó không cao quá, nó chỉ được khoảng 8 rưỡi thôi. Thì ai cũng hát được. Đấy. Mà mục đích là hát là nó dễ hát cho mọi người, và mọi người đều thưởng thức được. Hòa âm rất đơn giản, chỉ có đô, sòn, phà và sòn và đô, không có la mì, xì, rê, không có. Nào, các con sang trầm vươn lên bằng tôi cánh vững vàng. Thì tôi muốn để cho nó khỏi vì nhàm chán thì tôi thường có những nửa khung. Thì những nửa khung như thế nào? Như đồ các đồ đi sòn đô. Thì những nửa khung nó sẽ là đô, xì, đô, mi, rê, mi, sòn, phà, sòn, đô, xì, đô, mi, rê, mi, sòn, phà, sòn, đô. Đô, xì, đô, sòn, phà, sòn, mi, rê, mi, đô, xì, đô, sòn, phà, sòn, mi, rê, mi, đô. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Thì không có bài này không có ngũ cung, mà cũng không có bolero. Đấy. Tại sao tôi lại chọn nhịp ba? Bởi vì nó qua vào thằng trầm thì nó... Thì mình nghe thấy có vẻ nhịp ba lắm. Thế thì tôi chơi nhịp ba. Và nhịp ba thì hồi theo nhạc cổ điển thì nó là một loại nhạc quý tộc, quý phái. Nào, chơi thử nhá. Và tôi bắt đầu nhịp thì vào đầu nhịp luôn, chứ không có vào vào nhịp thì nó rất là chân phương. Có nhiều bài thì người ta nốt thứ hai và hoặc là nốt thứ ba, câu là từ ngữ thứ hai thứ ba vào đầu nhịp. Thế nhưng mà bài này thì tôi đầu nhịp được, nốt đầu luôn. Nào. Cao lên tí nữa, thấp lên tí, nó không, nó lặp lại, nhưng nó thấp lên. Vui nước cho tàn lạnh liêu, phượng hoàng nâng lên trời cao. Trở về đổ. Câu thứ ba để cao lên. Sông và chuyển sang các phà. Nó mạnh. Sông gió chi lòm các cho nghiêng. Đêm này trở lại. Không tia được ánh mặt trời. Đoạn câu này tiếp theo nó phải hùng mạnh một tí. Trầm. Phượng hoa thơm ồ, bừng lên hương lớp bao trời. Tôi hát không kịp. Phượng hoa